Chào mừng các bạn đến với kênh Dây Đeo Kỹ Năng, chuyên kênh chia sẻ kỹ năng đoàn, hội, đội, thiếu nhi và các chủ đề cuộc sống. Mình là Thọ và hôm nay tiếp tục video chia sẻ về kỹ năng mật thư. Thì hôm trước mình đã đăng tải video chia sẻ chuyên sâu về kỹ năng mật thư thay thế, và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ về kỹ năng chuyên sâu của mật thư tọa độ. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Nội dung gồm có 3 phần. Thứ nhất là khái niệm. Thứ hai, nhận dạng mật thư tọa độ. Thứ ba, các dạng khóa mật thư tọa độ và ví dụ 2 sưu tầm. Thì rút kinh nghiệm ở video mật thư chuyên sâu về mật thư thay thế, mình đã làm 4 nội dung. Tức là ở nội dung thứ ba là các dạng khóa mật thư thay thế, và thứ tư là các ví dụ 2 mình đã sưu tầm. Thì ở video này mình sẽ làm các dạng nào thì sẽ có ví dụ theo từng dạng đấy để cho các bạn dễ phân biệt luôn ha. Một, khái niệm. Mật thư tọa độ là hệ thống dựa vào kiến thức về tọa độ để lập bảng. Từ đó ta đọc ra tọa độ đúng sẽ có được vạch văn. Thường thì ta sẽ đọc hoành trước tung sau, đúng theo như toán học là hoành là trục ngang và tung là trục dọc. Tuy nhiên thì tùy trường hợp, nếu mà chúng ta đọc trục hoành trước, trục tung sau mà nó không đúng thì chúng ta có thể đảo ngược lại và đọc trục tung trước và trục hoành sau. 2. Nhận dạng mật thư tọa độ. Để ý khóa, thấy có những con số đi kèm thường là hai số với nhau, là một chữ trục hoành và một chữ trục tung. Và để ý BV thì ta thấy thường là một cặp số hoặc một cặp chữ. 3. Các dạng khóa mật thư tọa độ. A. Dạng tọa độ 5 năm. Đây là một dạng mật thư theo dạng đồ thị rất phong phú và đòi hỏi sự chính xác cao. Theo đó, người ta sắp xếp 25 chữ cái, bỏ chữ Z vào trong 25 ô chia đều các cạnh, mỗi cạnh 5 ô, trong một hình vuông lớn như hình dưới. Khi giải, ta chỉ cần đối chiếu trục ngang và trục đứng là sẽ tìm ra được nội dung cần tìm. Thì đây là một dạng phổ biến nhất trong hệ thống mật thư tọa độ, dạng tọa độ 5x5. Thì chúng ta có một cái bảng như bên dưới. Chúng ta đến với ví dụ thứ nhất của dạng tọa độ 5x5 này. OTT 5 năm anh cả hành quân, 1-2 tiến bước xa gần ngại chi. BV 21-52 44-23 11-54 44.ar. Bây giờ chúng ta sẽ đến bước phân tích khóa. Thì chúng ta lọc ra từ khóa được các cụm, các từ khóa như là 5 năm anh cả 1-2. Thì ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ cải bảng tọa độ 5x5. Anh cả là theo cái bảng quy ước mình đã chia sẻ ở video đầu tiên trên kênh, thì các bạn có thể xem lại. Thì quy ước anh cả là chữ A, và có số 1,2 thì đó chính là tọa độ 1,2 ứng với lại chữ A. Và chúng ta sẽ cải bảng 5x5 và cho tọa độ chữ A tại vị trí tọa độ 1,2. Và sau đó chúng ta sẽ tải chữ theo thứ tự alphabet. Chúng ta sẽ đánh từ trái qua phải và từ trên xuống dưới, và sẽ được cái bảng như sau. Tại vị trí 1,2, vị trí 1, vị trí 2, chúng ta sẽ đánh chữ A. 5 năm anh cả hành quân 1,2 tiến bước là tại vị trí 1,2, chúng ta đánh chữ A. Thì cứ tiếp tục theo thứ tự của bảng chữ cái alphabet, chúng ta đánh A, B, C, D, E, F, vân vân, đến về kép X và sẽ quay trở lại là chữ Y dài. Chúng ta sẽ bỏ Z vì trong tiếng Việt chữ Z nó không có nghĩa. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại với BV bảng văn 53. Chúng ta sẽ tra trên bảng 55 này. 53 là chữ N,
21. 21 là chữ A. Ba năm là chữ V. 23 là chữ K. Và đến đây thì chúng ta nhận thấy là VK thì tạm thời là nó không có nghĩa, nên là chúng ta sẽ xét theo trục ngang trước và trục dọc sau, như là 53 là chữ V. 21 là chữ E. Tiếp tục 35 là chữ N. 23 là chữ G. 52 là chữ U. 41 là O. 35 là chữ N. Và như thế chúng ta được chữ về nguồn. Xin lỗi các bạn, là chỗ này là 21 là chữ E. E không phải chữ A ha. Chúng ta sẽ được bạch văn là V E N G U O N, mở ngoặc, về nguồn, đóng ngoặc. Ví dụ số 2, hình vuông bốn đỉnh AQ BV 22, 23, 55, 22, 54, 23, 11, 34, 23, 22, 24, 34, 33.R. Và bây giờ chúng ta sẽ để giải cái mặt thư này. Thì dựa vào BV, chúng ta có thể tạm thời xác định nó là mặt thư tọa độ 5x5. Và chúng ta sẽ rải bàn chữ cái theo hình vuông từ nhỏ ra lớn, sao cho bốn ký tự A, Q, U, Y dài ở bốn góc. Rồi chúng ta thấy tọa độ 5x5. Hình vuông bốn đỉnh AQ, chữ A, chữ Q, U, Y dài. Và cách rải chữ là chúng ta sẽ rải theo hình vuông từ nhỏ ra lớn A, B, C, D. Tiếp tục đến hình vuông tiếp theo A, F, G, H, I, C, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Và chúng ta sẽ rải hình vuông nhỏ ra hình vuông lớn. Cứ như thế chúng ta sẽ được bốn góc, bốn đỉnh là chữ A, Q, U, Y dài. Từ đó chúng ta sẽ đáp với lại BV. Chúng ta sẽ tra với BV 22 chúng ta được chữ C. 23 chúng ta ra chữ F thì không đúng, thì có thể chúng ta sẽ tra theo chiều dọc. 23 là chữ H, CH. 55 là chữ U. 22 tiếp tục là chữ C. 54 chúng ta được chữ T. 23 chúng ta được chữ H, vân vân. Và cứ tiếp tục như thế chúng ta sẽ ra được bạch văn là CH, UC, TH, ANH, CONG, mở ngoặc. Chúc thành công. Các bạn, mình lưu ý là mình đã trình bày ở các video trước, mình đã nhắc đi nhắc lại, thì khi mà trình bày một mặt thư thì chúng ta cần đầu tiên là phải nêu ra được đó là mặt thư thuộc dạng nào. Sau đó chúng ta sẽ phân tích khóa và chúng ta sẽ nêu các bước giải. Sau các bước giải thì cuối cùng là chúng ta sẽ ghi đáp án hoặc bạch văn. Lưu ý là chúng ta nên trung thành với bản văn. Bản văn nó có ký tự nào thì chúng ta sẽ đúng y ký tự đấy, như là CHOC. Hoặc là nếu người ta cho chữ V kép chỗ này, hoặc là chữ X, thì chúng ta cũng ghi là V kép và chữ X, chứ không được ghi là nguyên cái dấu như thế này. Vì khi nào chúng ta ghi đúng bản văn và mở ngoặc, ghi đúng cái nghĩa tiếng Việt của nó vào, chúc thành công, đúng không ạ? Và như thế chúng ta sẽ lấy được trọn điểm ở phần thi mặt thư. Chúng ta đến với ví dụ thứ 3. Nguyễn Ái Quốc có nói, khi nói đến lịch sử đoàn, chúng ta nên đi ngược lên đến năm 1925. BV 23, 35, 24, 21, 55, 45, 51, v.v. .r.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ dựa vào BV thì có thể tạm xác định đây là mặt thư tọa độ 5 nhân 5. Và trong từ khóa thì chúng ta có thể lọc ra các dữ kiện như là Nguyễn Ái Quốc đi ngược, thì chữ Nguyễn Ái Quốc viết hoa thì ý đồ của người ra có ý đồ là muốn chúng ta sử dụng cái cụm từ Nguyễn Ái Quốc này. Chúng ta sẽ lập bảng tọa độ 5 nhân 5 và rải chữ Nguyễn Ái Quốc không có dấu. Sau khi bỏ những chữ trồng đi thì chúng ta có các ký tự là N, G, U, Y dài, E. Cái N lại trùng nên chúng ta bỏ A, Y, Q, U, chữ U bị trùng, bỏ luôn. O, C. Và chúng ta sẽ ghi từ cuối lên, nghĩa là đi ngược, thì chúng ta sẽ rải bảng chữ cái chúng ta đi ngược lại như thế này, tọa độ 5 năm Nguyễn Ái Quốc, N G U I E A I Q O C là cụm từ này, chúng ta sẽ đi ngược lại. Tiếp tục, A thì chúng ta đã có rồi nên là chúng ta sẽ không viết lại, và tiếp tục là chữ B. Chữ C chúng ta cũng đã có ở đây rồi nên là chúng ta tiếp tục đến chữ D. E cũng đã có rồi nên chúng ta không viết lại, và tiếp tục đến chữ S. E S G thì cũng đã có rồi, và đến H G H I thì ngắn cũng có rồi nên là chúng ta viết chữ G. G K L M N N có rồi, O đã có rồi, P Q Q ở đây, R S T U U đã có, V V kép, X Y dài thì đã có rồi, và chúng ta cũng hết ô rồi. Trong bảng 5 năm thì mọi chữ Z. Rồi bây giờ mình sẽ bê lại cái cục bảng văn này và chúng ta sẽ bắt đầu tra. Thì tra 2 3 2 3 là chữ H, 3 5 là chữ U, 2 4 là chữ O, 2 1 chữ V kép. Thì như thế mình tra theo chiều dọc và ngang thì đã có một cụm từ nó tương đối có ý nghĩa, thì chúng ta sẽ tiếp tục giải tiếp. Còn nếu các bạn giải nó không có ý nghĩa thì có thể là chúng ta sẽ tra theo chiều ngang và chiều dọc. Theo kinh nghiệm giải mặt thư mà chúng ta đi tham gia trò chơi lớn thì trò chơi lớn là chúng ta cần tốc độ nhanh, cần nộp đáp án nhanh. Thì theo kinh nghiệm của mình thì các bạn có thể giải thử ba cái cụm đầu tiên, ba ký tự đầu tiên, nếu mà nó có nghĩa thì chúng ta tiếp tục giải tiếp, còn nếu nó không có nghĩa thì chúng ta phải đổi hướng, thì như thế chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian hơn. Và sau khi đáp BV vào bảng tọa độ 5 năm thì chúng ta được bạch văn, được đáp án đó là H U O V kép N G S V E E F T U O V kép N G Z D D A I F đúng không ạ? Hướng về tượng đài đúng không ạ? Chúng ta đi đến với ví dụ 4. Nghe vẽ, nghe ve, nghe về động vật. Con rắn bò dọc, con cần bò ngang. Anh dọc, anh ngang, dọc ngang, ngang dọc. B V N F A N A G R F V kép G vân vân. Chấm AR. Rồi, ở đây chúng ta sẽ đi vào phân tích khóa. Con rắn bò dọc, rắn được viết bằng các ký tự R, A, V kép, N, S. Bò dọc, nghĩa là chúng ta sẽ rải cái chữ rắn này theo chiều dọc, thì trục tung. Con cần bò ngang, cần thì C, O, N, G, S. Bò ngang chúng ta sẽ rải nó theo trục hoành. Và đây là tọa độ mặt thư 5 năm. Chúng ta có bảng sau: rắn theo chiều dọc RAVKNS và còng CONGS theo chiều ngang. Như thế là chúng ta đã có được bảng tọa độ 5 năm. Sau khi chúng ta sẽ ráp BV vào cái bảng này: NF NF
là chữ T, A, N là chữ H, A, G là chữ Y. Và cứ tiếp tục như thế chúng ta giải ra được đáp án mặt bằng là THIN, NHIN là thiên nhiên. Chúng ta đến với ví dụ thứ 5. Con cần bò dọc, con rắn bò ngang, hai con loan xoan bò về dưa tố, BV, SR, NR, SX, v.v. chấm AR. Cách giải thì đây cũng là một dạng của mặt thư tọa độ 5x5. Và chúng ta phân tích khóa để ý chữ bò về dưa tố thì chúng ta sẽ vẽ bảng chữ cái theo hình xoắn ốc và chữ Y dài ở chính giữa. Chúng ta có cái bảng như thế này. Cũng tương tự, con cần bò dọc ở ví dụ này thì nó đã đổi qua là bò dọc, và con rắn thì nó bò ngang. Hai con loan xoan bò về dưới tổ thì chúng ta sẽ vẽ bằng chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y dài ở giữa. Thì như các ví dụ trước thì thông thường chúng ta sẽ vẽ là từ trái qua phải và từ trên xuống dưới, như là E, F, G, H, I, G. Thì bây giờ chúng ta sẽ theo khóa, chúng ta sẽ vẽ theo hình xoắn ốc và nó xoắn vào trong, sau đó là kết thúc bởi chữ dài ở chính giữa. Tiếp tục thì chúng ta sẽ ráp BV vào bảng tọa độ này, thì FR, FR là chữ M, NR là chữ O, F, S là chữ Y. Thì cứ tiếp tục như thế chúng ta giải ra được đáp án đó là MOI ngắn, T-R-U-O-N-G, mở ngoặc, môi trường, đóng ngoặc. Chúng ta sẽ đến với ví dụ thứ 6. Dọc lên 9435, lại thêm số 8 để nằm phía trên, 6217 nhịp ngang, thêm 0 ở giữa dần thành hàng ngang, BV 47, 50, 86, 31, 50, vân vân, chấm AR. Chúng ta sẽ đến với bước phân tích khóa. Thì dựa vào BV chúng ta có thể tạm xác định đây là mặt thư tọa độ 5x5. Về hàng dọc thì theo khóa chúng ta có là dọc lên 9435, chúng ta sẽ có được số 9, số 4, số 3, số 5, lại thêm số 8 để nằm phía trên, và chúng ta sẽ thêm số 8 là ở trên cùng. Chúng ta có được hàng dọc là 9435 từ dưới lên trên và số 8 ở trên cùng. 6217 nhịp nhàng, chúng ta có được là số 6, số 2, số 1, số 7, thêm 0 ở giữa, chúng ta sẽ có số 0 ở giữa, 62017, và dàn thành hàng ngang. Như thế chúng ta có được trục tung và trục hoành được bảng như sau: 9435 số 8 ở trên và 6217 số 0 ở giữa. Và tiếp tục chúng ta sẽ đáp BV vào cái bảng tọa độ 5x5 này. 4747 là chữ T, 50 là chữ H, 86 là chữ A. Và cứ tiếp tục như thế chúng ta giải ra được mạch văn đáp án là T H A N H C O N G, mở ngoặc, thành công, đóng ngoặc. Chúng ta đến với ví dụ thứ 7. Khi tôi 11 đã thấy mưa rào, BV 52, 53, 31, vân vân, chấm AR. Chúng ta sẽ đến với cách giải. Dựa vào BV thì chúng ta có thể tạm xác định đây là mặt thư tọa độ 5x5. Khi tôi 11, khi tôi là theo bản quy ước mình đã hướng dẫn trong video học mặt thư thay thế và hướng giáo, thì video đầu tiên trên kênh này, video mặt thư đầu tiên mình đã hướng dẫn rồi. Thì tôi là y ngắn, 11 là tại tọa độ số 11. Mưa rào, chúng ta sẽ rải chữ theo kiểu mưa rào,
từ trái qua phải, từ đông bắc xuống tây nam. Thì đây là kiểu quy ước của mật thư mưa rào. Rồi chúng ta có bảng như thế này. Khi tôi là y 11 tại vị trí 11, tôi 11 đã thấy mưa rào, chúng ta sẽ rải chữ theo chữ mưa rào. Y Z K L M N O P Q R S T U V W X I Y Z. Nhưng mà trong bảng 25, bảng tọa độ 5 năm, chúng ta đã quy ước là mọi chữ Z thì sẽ bắt đầu lại là chữ A B C D E F G H. Các bạn nhớ cho mình là theo kiểu mưa rào là từ trái qua phải và từ đông bắc xuống tây nam, trái qua phải, đông bắc xuống tây nam, mà cứ xéo như vậy. Thì đây là quy ước của dạng mật thư mưa rào. Còn mưa rào thì không có cách rải chữ nào khác. Còn nếu mà có cách rải chữ nào khác thì phải quy ước, phải quy định ở trong khóa. Rồi các bạn lưu ý kỹ chỗ này cho mình nhé. Sau khi chúng ta ráp BV vào bảng tọa độ 5 năm thì 52 là chữ B, 52 chữ B. 53 là chữ E. 31 là chữ N. Và như thế chúng ta cứ tiếp tục giải, chúng ta sẽ ra được đáp án là BEN DO HANH BHUC, đúng không ạ? Bến đỗ hạnh phúc, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với ví dụ thứ 8. 5 năm mòn mỏi đợi chờ, hướng phương tìm kiếm lấy người cặn lăng. BV M.TB J.T S.DB Y.B E.N gạch ngang vân vân .AR. Và theo như các dạng mật thư tọa độ 5 năm trước đến giờ thì các bạn thấy BV này nó hơi rối, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào cách giải. 5 năm thì theo từ khóa đã gợi ý thì đây là mật thư tọa độ 5 năm. Nhìn vào bảng chúng ta sẽ xác định chữ cái làm gốc và hướng để lấy chữ, hướng phương tìm kiếm lấy người cặn lăng, nghĩa là chúng ta sẽ xác định theo phương hướng ở trong BV và chúng ta sẽ lấy ký tự gần nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bê lại cái bảng tọa độ 5 năm cơ bản của nó. Ở đây thì đây là bảng cơ bản nên là cách rải chữ từ trên xuống dưới và từ trái qua phải không có gì đặc biệt. Ở cụm đầu tiên M.TB thì chúng ta sẽ lấy ký tự M làm gốc và TB nghĩa là theo phương hướng là Tây Bắc. Hướng Tây Bắc thì chúng ta sẽ chéo lên chay này, hướng Tây Bắc, và lấy chữ gần nhất thì đó là chữ G. Tiếp tục GT, chữ G, chúng ta tìm đến chữ G. T nghĩa là hướng Tây, và G nói thì hướng Tây, chữ gần nhất là chữ Y. Tiếp tục X, Đông Bắc, chữ X. Ở hướng Đông Bắc, Đông Bắc là hướng xéo lên này, thì gần nhất là chữ O, G, Y, O. Tiếp tục Y, B, Y dài B thì chúng ta Y dài và hướng Bắc là chữ O, chữ T. E, N, E và hướng Nam thì chúng ta lấy chữ G. Chúng ta đã có G, I, O, T, G. Thì có nghĩa thì chúng ta tiếp tục giải tiếp thì được bạch văn đáp án là G, I, O, T, G, N, A, V, K, N, G, X, giọt nắng. Chúng ta đến với ví dụ thứ 9. 5 năm hai người hai ngã, đến khi gặp lại lấy tâm hẹn hò. BV DX HG vân vân .AR. Và chúng ta lưu ý có cái chữ E ở trong nháy kép.
và chúng ta sẽ xem được e này người ta có ý đồ gì. Cách giải: đây là mật thư tọa độ 5 năm vì trong khóa đã có gợi ý 5 năm. Lấy tâm điểm của hai ký tự, chúng ta đến khi gặp lại lấy tâm, nghĩa là lấy ký tự ở giữa. Chúng ta có được bảng 5 năm cơ bản như thế này. Theo BV, chúng ta sẽ có là tâm điểm của DX và tìm đến ký tự D, ký tự X và tâm điểm như là ký tự N. HG, H và G thì tâm điểm của G là ký tự Y ngắn. Chữ E chúng ta không xác định được các ký tự đối xứng với nhau qua tâm chữ E nên là chúng ta sẽ giữ nguyên. Chúng ta để trong dấu nháy kép này là chúng ta sẽ giữ nguyên. K, O, K và O thì tâm điểm là chữ M. Và cứ tiếp tục như thế chúng ta ra được đáp án bậc văn là NIMTIN, niềm tin. Chúng ta đến với ví dụ thứ 10. 5 năm vùng vẫy đất trời, dọc thời điểm nguyệt, ngang thời dài trăng. BV CH3.AB1 BU2.NO1 vân vân .AR. Và các bạn để ý là BV lúc này chúng ta cũng có một cụm có dấu chấm ở giữa, tuy nhiên là nó không có cái xác định phương hướng để chúng ta có thể chọn được ký tự. Thì chúng ta sẽ xem đây là dạng mật thư gì. Đây là mật thư tọa độ 5 năm thì trong khóa đã nêu, và chúng ta sẽ xác định được cách rải chữ hoặc là cách lấy chữ như thế nào. Dọc thời điểm huyệt, điểm huyệt là tích, là một dấu chấm là trong một sờ là tích. Ngang thời dài trăng thì dài trăng dài thì dấu gạch là tè. Thì ở đây chúng ta sẽ kết hợp mật thư tọa độ 5 năm và mật thư một sờ. Chúng ta sẽ bê lại bảng tọa độ 5 năm cơ bản, ráp BV vào, chúng ta sẽ được chữ CH3.AB1 CH dọc thì điểm chọc thời điểm huyệt và dấu chấm CH dọc, thì chúng ta sẽ được một dấu chấm CH3 nghĩa là ba dấu chấm. AB1 thì chúng ta tìm chữ A và chữ B là ngang thời dài trăng thì ngang là dấu gạch. AB1 chúng ta một là một dấu gạch thì 3.1 gạch là tích tè. Chúng ta sẽ tra trong bảng một sờ sẽ được chữ V. Tiếp theo BU2.NO1, chúng ta sẽ xác định BU là dọc, là dấu chấm, là tích. BU2 số 2 là 2 tích. NO1 là gạch ngang, là tè. 1 NO1 là 1 tè. Chúng ta ráp lại là được tích tè. Tra với bảng một sờ chúng ta ra được chữ U. Và cứ tiếp tục như thế chúng ta sẽ giải ra đến hết bảng văn, chúng ta sẽ được đáp án là vui ca có dấu. Ví dụ số 11. 5 năm hồng bạch vẫn ngời sắc xuân. BV MK DL HF.OC vân vân .AR. Cách giải: 5 năm thì khóa đã gợi ý đây là mật thư 5x5. Hồng bạch là màu đỏ trắng, tượng trưng cho màu cờ của Singapore, nghĩa là mật thư tọa độ 5 năm. Lấy chữ hoặc lại chữ theo kiểu semaphore thì bây giờ chúng ta sẽ xem rằng người ta ý đồ như thế nào. Tiếp tục thì chúng ta sẽ bê lại bảng tọa độ 5 năm cơ bản. BV chúng ta sẽ đáp vào MK. Chúng ta tìm chữ M và chữ K. MK
là theo hướng cánh tay trong semaphore là chúng ta xác định được chữ B, lấy chữ M làm góc, chúng ta đưa ra một góc 90 độ là được chữ B. Tiếp tục DL, chúng ta tìm chữ D và chữ L, DL. Thì đây chúng ta tra trong bảng semaphore thì đưa ra một góc 45 độ, chúng ta sẽ được chữ A. Đây là vị trí của chữ A. HF, HF thì tương tự như chữ MK khi nãy thì cũng đưa ra một góc 90 độ từ vị trí chữ H, đưa tay ra một góc 90 độ, chúng ta được chữ B. OC, OC là đưa ra một, từ vị trí chữ B chúng ta đưa ra một góc 45 độ thì chúng ta sẽ được chữ C. Thì ở cộng này HF.OC, HF.OC thì khi chúng ta ráp lại tại một vị trí thì tại vị trí chữ B, chữ B là từ chữ HF chúng ta đã được chữ B, và chữ OC khi nãy chúng ta đã được chữ C. Ở đây là một cụm nên là chúng ta sẽ ráp chữ B với chữ C, thì từ vị trí chữ B và chữ C thì chúng ta ra được chữ O. Ở đây các bạn có thể hơi khó hiểu thì mình sẽ đính kèm trong video này là hình ảnh của bảng semaphore để các bạn dễ hiểu hơn. Và cứ tiếp tục như thế, chúng ta trải các cụm từ phía sau này sẽ ra được đáp án là BAOX HIEEOX, có nghĩa là báo hiếu. Thì để dễ hiểu ở mặt thứ này, các bạn chỉ cần chúng ta lấy chữ đầu tiên là chữ làm góc, và chúng ta sẽ đưa ra chữ thứ hai và tưởng tượng ướm nó vào trong bảng semaphore, nó khớp với lại chữ nào thì chúng ta sẽ lấy ký tự đó. Ví dụ số 12, 5 năm ngang dọc đất thủ đô BV. Thôi rồi, tôi đã thích O, đêm đêm mua hát, tôi mò phim tơ. Tôi ưa cái chữ đầu cơ, tôi khen O đẹp, bây giờ xuyến sao. Hát to, hát nữa lên nào, O nhìn và nói, chữ đầu ở mô. Tôi cười, đầu chữ đang mò. Thì các bạn để ý, so với các mặt từ trước, BV là một cụm ký tự hoặc là một cụm số, thì bây giờ là nó là một bài thơ. Thì chúng ta sẽ xem thử sự thú vị ở mặt thư này là như thế nào. Phân tích khóa 5 năm thì nó đã gợi ý là mặt thư tọa độ 5 năm. Ngang dọc đất thủ đô thì ngang dọc đất thủ đô, và thủ đô của chúng ta là Hà Nội. Chúng ta sẽ viết không giáo có được 5 ký tự H-A-N-O-I. Chúng ta sẽ rải trục dọc và trục ngang là chữ H-A-N-O-I. Chúng ta có được bảng như thế này, H-O-N-A-N-O-I, trục dọc và trục ngang. Về cách rải chữ thì chúng ta vẫn giữ nguyên như bảng cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích BV. Thôi rồi, tôi đã thích O. Ở đây mình nhắc lại là các bạn có thể xem lại video mặt thư đầu tiên, đó là video học mặt thư thay thế và giờ chỗ mình đã đăng tải trên kênh, thì các bạn có thể xem lại. Mình đã chia sẻ một cách rất cụ thể về cách quy ước của mặt thư thay thế. Thì ở đây chúng ta có được tôi, tôi là y ngắn, O là chữ O, chúng ta ráp lại được cụm y O. Đêm đêm múa hát, tô mò tím tơ. Ở đây chúng ta lấy được chữ H, H là chữ H. Tôi, chữ Y, H, Y chúng ta được cộng H, Y. Tôi ưa cái chữ đầu cơ, tôi vẫn là Y. Và chữ đầu thì nghĩa là chữ đầu trong bảng chữ cái, nghĩa là chữ A, được chữ Y, A. Tôi khen O đẹp, bây giờ xuống sao. Tôi, O, chúng ta được chữ Y ngắn và O. H to, H nữa lên nào, hai chữ H
ta có được cộng 2 chữ H. O nhìn và nói chữ đầu ở môn. O và chữ đầu chúng ta được chữ OA. Tôi cười đầu chữ đang mò. Tôi và đầu chữ. Đầu chữ cũng là đầu bảng chữ cái thì chúng ta được Y và A. Như thế chúng ta có được các cộng chữ IO, HI, IA, IO, HH, OA và IO. Thì chúng ta sẽ ráp lại với bảng mà chúng ta đã có được từ ngang dọc thủ đô thì HANOI. Chúng ta sẽ ráp vào IO. IO chúng ta cứ tra theo bảng ngang dọc IO chữ X, HI, HI chữ E, XE, IA, IA chữ B, IO chữ X. Như vậy là chúng ta không có nghĩa thì chúng ta sẽ đổ lại là tra theo trục dọc và ngang IO, IO là chữ T, H, HI là chữ U, I, A, chữ G. Và cứ tiếp tục như thế chúng ta tra cộng này ở trong bảng tọa độ 5 năm và chúng ta được các ký tự là T, U, G, T, A, I ngắn, G. Có thể là tự tại và thiếu chữ V kép. Đôi khi trong mật thư thì người ta có thể là thiếu chữ hoặc là thêm chữ ở vị trí này để nhằm mục đích là chống các bạn mò được mật thư. Ví dụ các bạn giải ra được cái chữ T, U, V kép chỗ này chẳng hạn, chữ G thì chữ T, chữ tự thì tiếp tục các bạn không cần giải nữa, các bạn có thể mò là chữ do hoặc là tự tại, tự do, vân vân. Thì trong hành quân trò chơi lớn thì về cái vấn đề thời gian là quan trọng nhất, nên là các bạn có thể mò thì người ta ý đồ là chống các bạn không mò được chỗ này. Tiếp tục chúng ta đến với dạng thư tọa độ thứ hai, đó là dạng 3x3x3 hay còn gọi là mật thư bán hàng cột. Ví dụ đầu tiên OTT Phật Pháp Tăng, ở trong Phật giáo gọi là Tam Bảo thì mình biết là như vậy. BV Tăng Phật Phật, Pháp Pháp Tăng, Pháp Pháp Tăng, Pháp Pháp Pháp, Phật Tăng Phật, Tăng Phật Phật, .mr. Rồi mình bê lại cộng BV này để cho các bạn dễ theo dõi. Cách giải dựa vào BV thì chúng ta có thể đoán được đây có thể là dạng mật thư tọa độ 3x3x3 hay là mật thư bán hàng cột. Và chúng ta sẽ lập bảng như thế này. Bảng là gồm có 3 bảng: Phật và bảng Pháp và bảng Tăng. Và hàng thì chúng ta cũng tương tự như thế, cũng có 3 hàng là Phật Pháp Tăng và 3 cột là Phật Pháp Tăng. Thì chúng ta xây dựng được mật thư bảng, hàng và cột. Thì cách rải chữ thì có thể quy định theo trong khóa thì chuyên thì mật thư bảng hàng cột cơ bản chúng ta sẽ rải chữ từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Xong chính ký tự của bảng này thì chúng ta tiếp tục đến ký tự của bảng tiếp theo. Và cứ như vậy chúng ta rải 26 chữ cái thì 9x3 là 27 nên là sẽ dư một ký tự cuối cùng chúng ta sẽ mở đi. Sau đó chúng ta sẽ tra với bảng văn Tăng Phật Phật, nghĩa là chúng ta lấy bảng Tăng và lấy hàng Phật, cột Phật thì chúng ta sẽ được chữ X. Pháp Pháp Tăng và chúng ta sẽ lấy bảng Pháp, hàng Pháp và cột Tăng thì chúng ta được chữ O. Pháp Pháp Tăng cũng tương tự chúng ta được chữ O. Pháp Pháp Pháp, bảng Pháp, dòng Pháp và cầu Pháp chúng ta được chữ N. Phật Tăng Phật, bản Phật, dòng Tăng và cột Phật thì chúng ta được chữ G. Tăng Phật Phật, bản Tăng, dòng Phật, cột Phật thì chúng ta được chữ X. Chúng ta ra được đáp án bạch văn là X O O N G X, có nghĩa là sống. Đến với dạng thứ ba, đó là dạng kim tự tháp.
Đây là bảng cơ bản của dạng kim tự tháp, có thể ở các vị trí của số ký tự này. Xin lỗi, những con số này người ta sẽ thay đổi. Ví dụ như là số máy đó chẳng hạn, ở dưới này cũng như thế, sẽ thay đổi. Tuy nhiên thì về cách rải chữ là nó không thay đổi. Và dạng kim tự tháp này nó cũng ít phổ biến. Chúng ta đến với ví dụ của dạng này. EGIPT gạch dọc TPIGE thì trong tiếng Anh điều này có nghĩa là Ai Cập. Ai Cập thì nổi tiếng với kim tự tháp, và ở đây chúng ta có thể hiểu là một cái gương và nó đối xứng với chữ này, nó đảo ngược các ký tự so với ký tự này. BV65 thì Z trong dấu ngoặc kép, xin lỗi dấu nháy kép, 5345 bằng bằng chấm AR. Thì ở mặt thư này chúng ta có thể xác định đó là mặt thư có hai khóa, thì như mình đã phân tích khóa ở trên. Khóa một đó là dạng kim tự tháp Ai Cập, nổi tiếng với kim tự tháp. Chúng ta sẽ bê bảng kim tự tháp. Sau khi ráp BV vào, chúng ta sẽ có được các ký tự. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách ráp BV luôn ha. 65 65 chúng ta được chữ V, chữ Z ở bảng này không có thì chúng ta sẽ bê lại. 53 53 xin lỗi, 53 53 là chữ G, 45 45 là chữ T, 3 4 là chữ K, vân vân. Và cứ như thế thì chúng ta ráp BV ra được một cụm từ mới, một cụm BV mới. Tiếp tục, từ cụm từ mới này chúng ta sẽ đối xứng trong semaphore. Thì ở đây nó đối xứng T P I G E, nó đối xứng với nhau thì chúng ta có thể tưởng tượng đến là đối xứng trong semaphore. Chữ V, ở đây chữ V đối xứng với chữ K. Chữ Z, chữ Z đối xứng với chữ Z đây thì đối xứng với chữ H. Chữ G, chúng ta sẽ tìm chữ G và đối xứng với chữ A. Chữ T, chữ T không có thì chúng ta sẽ giữ nguyên. Và chúng ta sẽ đáp cụm từ mới của BV này tra với bảng đối xứng semaphore, và được đáp án là các vọng trẻ xây dựng đất nước không có dấu. Thì mình nói thêm một chút ở chỗ này. Ví dụ ở chỗ này là chiếc gương và nó đối xứng với lại khóa, thì các bạn nếu mà giải đối xứng trong semaphore không ra đáp án thì chúng ta tiếp tục có thể đối xứng trong một sờ. Thì bảng một sờ mình đã hướng dẫn trong video thì trước video này, đó là video chuyên sâu về thư thay thế, thì các bạn có thể xem ở đó là mình đã hướng dẫn chi tiết về mặt thư đối xứng một sờ và semaphore, trong đó các bạn có thể theo dõi lại. Chúng ta đến với dạng thứ tư D, dạng tọa độ 6x6 khóa OTT lên đen con nước chiều dân bệnh bồng xuôi già sóc thăng lục bình BV 14 23 15 32 vân vân chấm AR. Rồi mình bê lại BV để cho các bạn dễ theo dõi. Cách giải lục bình là 6 bình phương, 6 mũ 2 là 6x6, thì đây là mặt thư tọa độ 6x6. Chúng ta có bảng mặt thư tọa độ 6x6 từ 1 đến 6, hàng ngang và góc dọc cũng từ 1 đến 6. Cách rải chữ là từ A, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ A, B, C, D đến X, Y, Z. Mà chúng ta còn các ô, chúng ta sẽ đánh các số thứ tự từ 0 đến 9 vào đây. Thì như thế cái bảng của chúng ta sẽ được fill bởi các ký tự và con số.
chúng ta sẽ tra BV vào bảng này. 14 14 là chữ D, 2, 3 là chữ Y, 1, 5 là chữ E, 3, 2 là chữ N, 1, 2 là chữ B, 2, 3 là chữ Y. Và cứ như thế chúng ta sẽ tra hết BV vào cái bảng này. Chúng ta được bạch văn là Điện Biên Phủ 1954, không có dấu. Chúng ta qua dạng E, dạng có độ chữ. Nhận biết: khóa OTT thường là một cổ thơ hoặc văn xuôi, có thể phân biệt được dòng, từ, ký tự. Và bảng văn BV thường có 3 con số. Ví dụ thứ nhất: anh có ước gì đâu? Một ngôi nhà, bảo dừng sau cánh cửa, những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại, bên trong chỉ có ấm áp và em. BV 141 453 111 văn văn chấm ar. Và mình bê lại cái khóa và BV để các bạn dễ theo dõi. Thì cách giải: đây là một dạng mật thư tọa độ chữ, dòng, từ, ký tự, dòng. Chúng ta ở đây chúng ta có 5 dòng và các từ và các ký tự. Thì các bạn phân biệt giúp mình giữa từ và ký tự. Thì từ, ví dụ trong từ anh này là nó có các ký tự là A, N và H. Trong từ có thì nó có các ký tự là C và ký tự O. Chúng ta sẽ tra trong BV 141, nghĩa là 1 là dòng thứ nhất, 4 là từ thứ 4 và lấy ký tự thứ nhất. Thì ở đây 141 là dòng thứ nhất. Dòng thứ nhất, từ thứ 4 là từ gì? Và ký tự đầu tiên là chữ G. Tiếp tục 453, dòng thứ tư là đây. Từ thứ 5, 1, 2, 3, 4, 5 là chữ phiền. Và lấy ký tự thứ 3 trong chữ phiền này thì chúng ta có được chữ Y, GY. 111, dòng thứ nhất, từ thứ nhất và lấy ký tự đầu tiên là chữ A. Và cứ như thế chúng ta giải được BV có đáp án là gia đình, không có dấu. Ví dụ thứ hai: chào mừng các bạn đến với dây đeo kỹ năng BV 21 102 43 24 53 14 23 chấm hết. Thì ở đây các bạn lưu ý, có thể thấy được sự khác biệt khi nãy là chúng ta chỉ có hai ký tự gồm một cụm hai chữ số, còn ở đây là ba chữ số mà ở cuối là chấm hết chứ không phải là chấm ar. Thì như các video trước mình đã chia sẻ thì mật thư mà sử dụng cho bảng chữ cái 26 ký tự là chấm ar, còn đối với bảng sử dụng bảng 29 ký tự là bảng chữ cái tiếng Việt ấy, là a á ớ bờ cờ giờ đờ vâng vâng, thì chúng ta sẽ sử dụng là chấm hết. Thì đây là có một vài điểm đặc biệt như thế mình chú ý cho các bạn. Cách giải: đây là mật thư tọa độ chữ gồm từ và ký tự thôi vì nó chỉ có một dòng thôi. Đáp vào BV 21, từ thứ hai lấy ký tự thứ nhất là chữ M. 102 lấy từ thứ 10 và lấy ký tự thứ hai, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, và chúng ta lấy ký tự thứ hai là chữ Á. Vì ở đây là chấm hết nên chúng ta có quyền lấy được chữ Á. A A ớ bờ cờ là bạn chữ cái tiếng Việt hay chữ cái, thì chúng ta lấy luôn chữ Á luôn chứ không phải là lấy chữ A. Còn nếu ở đây mà chấm AR chúng ta chỉ lấy chữ A thôi, các bạn chú ý ha. Còn những 43, 43 thì từ thứ tư và chúng ta sẽ lấy ký tự thứ ba, thứ tư là chữ bạn và 1, 2, 3 là chữ N, chúng ta lấy chữ N. Và cứ như vậy thì chúng ta đã được đáp án là măng non, là có dấu. Ví dụ thứ ba: 11 bằng N bằng 53, BV 61, 31, 91 và bằng chấm AR. Ở đây thì quá các bạn nhìn hơi lạ đúng không?
thì chúng ta sẽ phân tích qua. 1-1 là số 1. M-O-T chấm nặng là M-O-T-1 nặng 1. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy ký tự thứ nhất là trong cái số 1 này, từ 1 này chúng ta sẽ lấy ký tự thứ nhất là M. Thì nó cũng giống như là 5-3. Thì trong cái số 5 này chúng ta sẽ lấy ký tự thứ 3 là chữ M. Thì đây 1-1 bằng M bằng 3. Thì như thế là chúng ta đã khóa xong, chúng ta đã hiểu khóa. Thì đây là một khóa cũng khá hay, nó gợi ý về mặt thư, tọa độ chữ, từ, ký tự. BB61 thì cũng tương tự như khóa, thì số 6 và chúng ta lấy ký tự thứ nhất là chữ X. 31 thì số 3 lấy ký tự thứ 1. Xin lỗi, ở đây là 32 32 chứ không phải 31, nhầm chỗ này các bạn sửa lại giúp ha. 32 là số 3 lấy ký tự thứ 2, chữ A. 91 số 9 và số 9 là chúng ta lấy ký tự thứ 1 là chữ C. À, cứ như vậy chúng ta tra với BB thì sẽ ra đáp án là sắc màu không có dấu. Chúng ta đến với ví dụ thứ tư. OTT nó kìa BB 312161 vân vân chấm AR. Và đây là một dạng mặt thư dựa vào bàn phím điện thoại Nokia, thì nó cũng là tọa độ chữ. Ví dụ chúng ta có được bàn phím của điện thoại cục gạch Nokia thì 31 nghĩa là phím số 3, chúng ta bấm một lần thì nó ra chữ D. 21 phím số 2, bấm một lần chúng ta sẽ ra được chữ A. Thì cứ tiếp tục như thế chúng ta sẽ ra được đáp án đó là đam mê với dấu. Chúng ta đến với dạng tọa độ 8x4 hay còn gọi là mặt thư phương hướng. Thì dạng mặt thư phương hướng này cũng khá phổ biến. Chúng ta sẽ dựa vào các hướng đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, và ta cũng lập được bảng tương tự như các bảng tọa độ trước. Ví dụ thứ nhất, gặp em ở hướng tây nam BV T2 TN2 TB3 vâng chấm AR. Thì mình bê lại mặt thư ở đây và cách giải phân tích khóa gặp em, thì theo quy ước em là M ở hướng tây nam, thì chúng ta sẽ quy ước với mặt thư phương hướng này là tây nam 1 bằng M. Ví dụ gặp em ở hướng tây bắc thì là tây bắc 1 TB1 bằng M. Ở hướng nam thì nam 1 N1 bằng M, luôn luôn là số 1 ha, các bạn lưu ý. Và chúng ta sẽ điền bảng chữ cái theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, sao cho lắp đầy các ô trống. Và lưu ý, ta có 32 ô trống, dùng bảng chữ cái Latin 26 thì sẽ chừa trống được 6 ô cuối cùng. Mà nếu dùng bảng chữ cái tiếng Việt 29 chữ cái thì sẽ chừa trống 3 ô cuối cùng. Ta có bảng phương hướng 26 chữ cái như sau. Thêm một cái lưu ý nữa là khi lập thì các bạn sẽ theo đúng thứ tự đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc. Đây là quy ước, chúng ta không thể thay đổi. Ví dụ đông tây nam bắc, chúng ta thích tây nam trước thì để tây nam, hoặc là đông bắc tây bắc trước thì không được. Chúng ta phải theo quy ước đó là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc và tây bắc. Và vị trí em gặp em ở hướng tây nam thì mình đã nói em hướng tây nam là TN1. Và cứ tiếp tục như thế chúng ta sẽ rải bảng chữ cái MNOPQRS vân vân. Lưu ý chúng ta sẽ chừa 6 ô cuối cùng nếu dùng bảng chữ cái 26 chữ cái. Ở vị 26 vị trí cuối cùng này, nếu đến đây FG thì chúng ta sẽ quay trở lại là HIJK chứ không được tiếp tiếp vào đây, các bạn lưu ý. Coi như 6 ô này chúng ta đã bỏ hẳn được vào bảng rồi. Rồi mình đưa lại BV tay 2, tay 52, tay bắc 3. Thì chúng ta sẽ tra tay 2, T2 là W, tay 52 là U, tay bắc 3
tay bắt ba là E. Không vâng, và cứ như thế thì chúng ta sẽ ra được đáp án là quê hương không có giáo. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn ví dụ thứ hai: đầu thu một quán hương bay, lá rơi xào xạc mới hay lòng người. BV tay bắt ba, tay năm ba, đọc bốn, năm ba, tay ba, năm hai, vân vân. MR. Về cách giải thì chúng ta phân tích khóa đầu thu, thì đầu của chữ thu là THU, đầu tiên là chữ T, mới hay lòng người, người là chữ X. Ta có bảng phương hướng hay sao chữ cái, nghĩa là tại vị trí T chúng ta có chữ X, là T là tay, tay màu là chữ X ở vị trí này. Và cứ tiếp tục như thế, chúng ta ra chữ X, Y, Z, A, B, C, D, U, V và xoay ngược lại B, V, K, X, Y, Z. T, B, 3, tay bắc 3. Tay bắc 3 là chúng ta có chữ T. Tay nam 3, tay nam 3 chúng ta có chữ R. Đông 4, đông 4 là chữ U. Và cứ như thế chúng ta ráp BV vào, giải được đáp án bạch văn là Trường Sa không có dấu. Thì mình giới thiệu với các bạn tiếp theo là bảng phương hướng tiếng Việt hay chữ cái. Như mình đã nói, chúng ta sẽ bỏ ba ô cuối cùng này. Ví dụ thứ ba: toàn đội hình chú ý chia làm 7 tiểu đội, mỗi tiểu đội một hàng dọc, triển khai các tiểu đội điểm danh quân số báo cáo. Đồng chí nào đứng ở vị trí thứ tư, đội thứ ba, thứ tư của tiểu đội 7 thế? Không có à, thế là tốt. BV 24, 13, 31, 12, vân vân, chấm AR. Cách giải thì theo khóa, chúng ta triển khai theo khóa chúng ta có bảng tọa độ sau. Chia làm 7 tiểu đội, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mỗi tiểu đội một hàng dọc, chúng ta sẽ rải chữ theo một hàng dọc A, B, C, D. Một hàng dọc xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục đến hàng dọc thứ hai E, F, G, H, I, J, K, vân vân. Ta cứ rải theo hàng dọc. Đồng chí nào đứng ở vị trí thứ ba, thứ tư của tiểu đội 7 và tiểu đội 7 thì vị trí thứ ba, thứ tư không có. Và chúng ta sẽ tra BV 24 chữ H, 13 là chữ C. Thì nếu chúng ta tra hàng dọc như thế này không được thì chúng ta sẽ tra theo hàng ngang. 24 là chữ N, 13 13 là chữ Y, 31 là chữ C, 12 là chữ E. Thì ví dụ như mặt thư phương hướng là đông tây nam bắc thì nó sẽ là đông 1 là đông 2, đông 3, tây nam 1, tây nam 2. Thì chúng ta sẽ tra theo hàng dọc và tới hàng ngang. Còn ở đây là những con số thì chúng ta có thể tra dọc cũng được, hàng ngang cũng được, thì tùy theo mật thư của người ra người ta ý đồ như thế nào. Dạng tiếp theo là dạng khóa 65 là ma phương bậc 5. Đây là một bảng tọa độ 5x5 và cũng tương tự như thế, chúng ta bỏ chữ Z thì trong tiếng Việt chữ Z không có nghĩa. Các số từ 1 đến 25 được điền vào các ô sao cho tổng mỗi hàng và tổng mỗi cột đều bằng 65. Và chúng ta có bảng 65 chuẩn như thế này, gồm có 25 đến số 25. Và chúng ta để ý là ở đây các con số nó không sắp xếp theo thứ tự, ví dụ 1, 2, 3, 4 ở đây, mà nó sắp xếp rất là lộn xộn. Thì để nhận biết dạng mật thư khóa 65 thì trong khóa OTT thường có những động từ hoặc là những từ như là số 65 hoặc là 65, 65 và các dữ kiện số, khi tính ra chúng ta sẽ được kết quả là 65. Ví dụ cây lục bình 10 năm cho mãi, 7 ngày qua bày nỗi buồn mang mát. Thì lục bình là 6x6 là 6x6 36, cộng với 15 cộng 7 ngày, đây 7 ngày là 7 nỗi buồn thì cộng với 7, thì 36 cộng 15 cộng 7 cộng 7 thì chúng ta sẽ được số 65. Thì khóa gợi ý là chúng ta hướng đến mật thư khóa 65.
Thì ở đây thì những con số nó sắp xếp theo một cách chúng ta khá là khó hiểu, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm sao lập được một cái bảng khóa 65 này. Thì nếu trong quá trình chúng ta hành quân trò chơi lớn thì có thể là sẽ tra Google về bảng 65. Các bảng 65 chúng ta sẽ ráp ký tự vô, ráp bề về chúng ta sẽ ra đáp án. Tuy nhiên nếu mà trong một thi mặt thư, đi thi huấn luyện viên hoặc thi một cái gì đó thì chắc chắn là người ta sẽ không cho chúng ta sử dụng điện thoại. Thì làm cách nào để chúng ta có thể lập được một bảng 65 như thế này? Thì đây, ví dụ như chúng ta có một tờ giấy vỡ có nhiều ô ly, thì chúng ta sẽ đánh các con số từ 1, 2, 3, 4, 5 chéo lại như thế này. Tiếp tục 6, 7, 8, 9, 10 chúng ta cũng sẽ chéo lại như thế này. 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Và chúng ta có được một cái hình thoi như thế này. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy bảng tọa độ 5 năm ở chính giữa. Tọa độ 5 năm ở chính giữa như thế này. Sau đó số 1 thì chúng ta sẽ bê qua đây. Số 2 chúng ta sẽ bê qua đây. Số 6 chúng ta sẽ bê qua đây. Tương tự số 25 thì chúng ta bê qua đây. Số 20 chúng ta bê qua đây. Và 24 chúng ta bê qua đây. Tương tự cho ở phía trên và phía dưới, chúng ta cũng ở dưới này chúng ta sẽ đẩy lên đây, và trên này chúng ta sẽ đẩy xuống đây. Và cứ như thế chúng ta sẽ hoàn thành được bảng 65. Sau khi được con số thì chúng ta sẽ ra chữ vào ở trong bảng này. Thì đây là bảng khóa 65 chuẩn đã quy ước và được công nhận. Thì nếu có bảng khóa 65 khác, ví dụ về cách rải các con số này hoặc là cách rải ký tự ở trong này, thì nếu mà muốn khác với quy ước thì trong khóa người ta sẽ quy định, chúng ta sẽ làm việc trong khóa. Ví dụ thứ nhất, 60 năm cuộc đời thì ở đây là có 65, 60 năm. BV 6, 11, 19, 14, v.v.ar. Cách giải thì đây là một thư khóa 65. Chúng ta có bảng khóa 65 chuẩn. Tra với bảng 65 thì chúng ta sẽ được là số 6, điểm đến số 6 là T, 11, U, 19, O. Không vâng, mà chúng ta cứ tra vào BV trong bảng này, chúng ta sẽ được đáp án là tuổi trẻ, không có dấu. Ví dụ 2, 60 năm sau yếu đuối, anh quay lại cuộc đời tuổi đôi mươi, BV 5, 7, 20, 25, không vâng, chấm AR. Cách giải thì 60 năm, đây là một thư 65. Anh là N, theo bảng quy ước, anh là N, quay lại đo 10 là số 20. Rồi chúng ta sẽ có bảng như thế này. Anh N bằng 20 là tại vị trí số 20 chúng ta có chữ N. Quay lại như là chúng ta sẽ rải chữ theo chiều ngược. Ví dụ bình thường là chúng ta sẽ rải là M, N, N, O, T, Q, R, X, T. Thì bây giờ nó quay lại như là N ngược lại O, P, Q, R, X, T, U, V, W, X, Y, A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M. Thế là chúng ta rải 5 ghi tự vào bảng này. Chúng ta sẽ rải ngược lại theo bảng tiêu chuẩn. Bảng chuẩn thì chúng ta rải xuôi, bây giờ chúng ta sẽ rải ngược lại. Thì như mình nói hồi nãy, thì theo khóa người ta yêu cầu thì chúng ta sẽ làm theo khóa. Và ráp BV vào, ta sẽ được đáp án là bình yên, không có dấu. Thì slide cuối cùng mình hướng dẫn chia sẻ cho các bạn một số dạng tọa độ khác. Thì các dạng này nó cũng thuộc về mặt thư tọa độ, tuy nhiên là nó không có phổ biến. Và nếu mà chúng ta đụng mặt thư này, có thể search trên Google cũng khá là nhiều. Cuối cùng thì mình cũng xin cảm ơn các bạn đã nghe mình nói nhảm trong vài phút vừa rồi. Thì cũng một lần nữa cảm ơn các bạn
đã luôn quan tâm theo dõi ủng hộ kênh Dây Điều Kỹ Năng. Nếu thấy video hay và bổ ích thì các bạn có thể giúp mình một like hoặc là chia sẻ đến những người đang có nhu cầu tìm hiểu về mật thư. Ngoài video này thì các bạn có thể xem lại những video mình đã chia sẻ ở các video trước. Hy vọng là nó sẽ mang lại một cái lợi ích gì đó cho các bạn trong việc đam mê với bộ môn kỹ năng này. Xin chào và hẹn gặp lại.